Vâng, xin kính chào bà con. Thì vừa rồi đấy, có bà con thắc mắc hỏi là cái con trồn hương đấy, nó hay bị cắn cái đuôi nó đấy. Thì bà con hỏi là nguyên nhân tại sao. Rồi thường là cái đuôi của nó hay bị rụng lông này, nó quay, nó cắn đuôi này. Và cái cách khắc phục cái hiện tượng đó như thế nào. Thì hôm nay Chuyện Nhà Nông xin làm cái video này để chia sẻ với bà con về cái cách để mà chúng ta điều trị cho cái hiện tượng con trồn hương như vậy. Thì đối với những cái con trồn hương mà nó hay cắn cái lông đuôi ấy, chúng ta để ý có thể là nó có nhiều cái nguyên nhân khác nhau nha. Cho nên là chúng ta phải xem cái biểu hiện của nó như thế nào. Thì lúc đó chúng ta mới có những cái phương pháp điều trị cụ thể và hiệu quả. Thứ nhất là gì? Khi mà nó cắn đuôi nó như vậy, ăn cái lông, có thể là nó sẽ bị nhiễm giun sán, ký sinh trùng. Thì con trồn hương á, khi mà bắt đầu trong vòng 1 năm á, thì chúng ta nên tẩy giun cho nó 2 lần trong 1 năm. Bởi vì nhiều khi có những con trồn hương mà chúng ta cho ăn sống á, như vậy cái khả năng nhiễm giun sán thì rất là cao, đặc biệt là sán. Đối với loại giun á, thì chúng ta tẩy thì nó cũng dễ thôi. Chúng ta có thể mua thuốc tẩy giun cho nó, là chúng ta có thể là tiêu diệt được. Tại vì cái con giun ấy thì thường là nó sống trong đường ruột này, sống trong dạ dày, thì chúng ta điều trị bằng cái thuốc tẩy giun thông thường là nó sẽ hiệu quả. Thế còn đối với sán thì nó điều trị nó phức tạp hơn. Bởi vì chúng ta thấy rằng là sán ấy, thì thường nó sẽ sống ký sinh ở trong da thịt. Đó. Cho nên là cái ngứa đuôi đó là nhiều khi cũng có hiện tượng là bị nhiễm sán. Đó. Thì đối với cái loại thuốc tẩy giun bình thường ấy, nó sẽ không hiệu quả. Bởi vì cái con sán ấy, nó có thể là sống ký sinh ở dưới da, các cái thớ thịt, hay nhiều khi nó vào trong mắt này, hay lên não. Đó. Thì đối với lại các cái loại thuốc tẩy giun bình thường ấy, là những cái hoạt chất thuốc ấy, nó sẽ không thể nào mà tiêu diệt được khi mà nó ngấm vào trong da thịt được, đúng không ạ? Đấy thì cái nguyên nhân đầu tiên là nó cắn đuôi ấy, thì bà con nên quan sát có thể là nó bị nhiễm giun sán. Thì đối với sán này thì chúng ta phải sử dụng một cái loại thuốc nó đặc trị hơn. Đó. Và cái thời gian uống ấy, thì nó phải kéo dài và cái số lượng viên ấy, nó cũng nhiều hơn. Đó. Thì chúng ta phải sử dụng đến cái loại công nghệ gen. Đó. Công nghệ gen có nghĩa là khi mà chúng ta uống vào ấy, nó có thể thấm vào các cái mạch máu. Bởi vì chúng ta thấy nguyên tắc của con sán ấy, là ấu trùng sán ấy, có nghĩa là những cái trứng sán ấy, thì nó có thể di chuyển bằng cái đường máu. Đó. Cho nên nhiều khi những cái loại thuốc tẩy giun bình thường có thể là cái con sán nó cũng bị chết một phần, có một số loại nó sẽ chết ấy, nhưng mà 4 tháng, 6 tháng sau thì nó lại sinh sản rất là nhiều. Bởi vì đấy là cái ấu trùng sán thì bắt đầu nó sẽ nở ra một cái lứa sán mới. Đó. Chúng ta thấy sán ấy, nó sống là theo từng búi một, cho nên là điều trị nó khá lâu. Cái nguyên nhân thứ hai chúng ta có thể kể đến đó là nó thiếu chất, mà ở đây cụ thể là nó thiếu vitamin D này, rồi canxi này, đấy, hoặc là các cái vi chất khác, nó dẫn đến cái hiện tượng là con trồn nó bị rụng lông. Đấy. Thiếu vi chất thì nó cũng sẽ dẫn đến rụng lông. Thì như vậy chúng ta nên bổ sung các cái loại vi chất như sắt, kẽm, magie, canxi, đặc biệt là canxi. Thì đấy là nguyên nhân thứ hai. Cái nguyên nhân thứ ba có thể là do cái viêm da. Viêm da nấm thì cái nguyên nhân của nó đó là có thể là cái công tác vệ sinh chuồng trại của chúng ta nó không có được sạch, chuồng không có thông thoáng, thì có thể là gây
mốc, nấm. Hoặc là nhiều khi ví dụ thức ăn mà chúng ta để đó nó ăn không hết. Với cái nữa là một số con ấy, nó có cái thói rất là xấu là nó ỉa, nó chỉ ỉa một góc chuồng. Và cái phân đó thì nó lâu ngày nó tụ lại mà chúng ta lại không vệ sinh đó. Thì nó cũng dễ dẫn đến cái hiện tượng là sinh khí gây nấm mốc. Và như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái da của nó, gây ra cái bệnh nấm. Thì chúng ta có thể là sử dụng đến các cái loại thuốc bôi. Thuốc bôi thì chúng ta có thể là ra các cái tiệm thuốc thú y đấy, thì bên bác sĩ thú y người ta sẽ tư vấn cho chúng ta. Thì đấy là những cái mà cái nguyên nhân và những cái biện pháp khắc phục những cái hiện tượng trên. Đó. Chúng ta thấy rằng là cái mùa này ấy, là thời tiết nó rất là khó, dễ làm cho con trọn hương nó bị bệnh. Chính vì như vậy cho nên là chúng ta phải chăm con trọn hương nó kỹ càng hơn. Đó. Đặc biệt là vấn đề chúng ta cần phải che chắn làm sao cho chuồng trại nó kín, không bị cái làn gió độc nó thổi vào. Tại vì từ thời điểm này đến gần Tết là gió mùa đông bắc, khí hậu ngoài bắc nó lạnh, nó sẽ tràn vào phía nam. Và những cái thời điểm gió mùa đông bắc như vậy thì nó sẽ là những cái ảnh hưởng đến con trồn. Bởi vì chúng ta thấy là nhiều khi con trồn hương ăn khỏe mạnh, chúng ta cũng nuôi lâu rồi mà cũng không có bắt chỗ này chỗ kia về, thế nhưng mà tự nhiên nó bị tiêu chảy chẳng hạn, hay là ăn uống nó kém như vậy. Đó, cho nên là chúng ta cái công tác chăm sóc và phòng ngừa nó rất là quan trọng, đặc biệt là vấn đề vệ sinh chuồng trại. Thế thì trong cái mùa này á, thì chúng ta cũng nên hạn chế cho ăn các cái loại đồ tanh và vệ sinh chuồng trại sát khuẩn bằng các cái dung dịch sát khuẩn có cái tính sát khuẩn cao để nó triệt tiêu cái virus, cái nấm mốc hoặc là cái mầm bệnh đó. Cho nên đấy là một số các cái chia sẻ về cái nguyên nhân mà con trồn hương nó ăn lông nó này, hay là nó bị ngứa ngáy, nó cắn đuôi đó. Và cái cách điều trị thì cái video này đến đây là hết. Hẹn gặp lại bà con ở các cái video sau nhé.